Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 14 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 8, Bắc Bộ mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng 15 tháng 8, khu vực này mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có nơi mưa to. Trung bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi. Trong đó Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông vài nơi. Tại Hà Nội, theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 8, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô dao động từ 32 đến 34 độ. Xen giữa các ngày mưa rào và rông là 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 8, thời tiết Hà Nội có mây không mưa, trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong hôm nay ngày 14 tháng 8. Hà Nội, nhiều mây, có lúc mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.